Rồi, sửa cho con nhìn nhìn nha chú. Đậu phộng nữa kìa chú ơi. Đúng rồi, đậu phộng chú ơi. Chờ em xíu anh ơi. Xong rồi chú. Xong rồi. Đây, cảm ơn chú nhiều. Con ăn con ơi, chú trả tiền. Quên trả tiền luôn các bạn ơi. Ly đá bào này là nhiêu chú? 1 ly 7 ngàn, 3 ly 21 ngàn con. Dạ. Con còn có 20 ngàn nha, chú bo cho con ngàn nha. Cảm ơn chú nhiều. Rồi, cảm ơn con. Ủa, gì vậy? Chè miếng nè. Ngon. Ê, lại miếng con thôi. Một muỗng là được rồi không ơi? Mẹ ăn thôi, chắc hết ly đá bào của anh luôn quá. Tính ra kem đá bào này cũng ngon quá ha. 1 ly 7 ngàn, mỗi ngày mình chỉ cần bán 100 ly thôi là được 700 ngàn rồi bạn. Ổng gà mưa nhiều đó, nhắm ngày bán được 100 ly không? Đó. Lúc đầu cũng có nhiều người có cái suy nghĩ giống mày vậy đó, rồi buôn bán, cuối cùng là thiếu nợ. Không không, đầu tư chiếc xe bán kem có nhiêu đâu mà sợ thiếu nợ các bạn. Nhưng mà hàng ngày mày cũng phải đi lấy kem, cũng phải làm siro, canh thời gian cái lúc mà mấy đứa nhỏ tan học á, em cũng phải đi bán nè. Thu nhập không có nhiều đâu nha. Em có cách tăng thu nhập đây nè. Ban ngày mình chạy tới trường học bán kem đá bào cho học sinh, ban đêm chạy đến công viên bán cho mấy cặp đôi. Anh Vinh, em tới thượng rồi. Đúng vậy, nói tao nghe ơi. Mày lắc mạnh quá. Tao quên rồi. Em biết này nè, tối bữa nào tụi mình rảnh á, thử đi bán kem đá bào đi anh. Đúng rồi, ý này nè, em muốn nói nè. À, cần gì phải tối hôm nào rảnh. Giờ muốn không? Tối nay bán luôn. Em thấy có cái gì đó sai sai rồi anh ơi. Mình bán kem đá bào thì phải có xe, có máy, có Sigo, chứ đâu phải muốn bán là bán đâu anh. Trời ơi, tưởng gì. Anh muốn có xe bán đá bào phải không? Dễ mà. Chuyện này mình lo được các bạn ơi. Chạy xe của tao đi đâu đó. Chạy đâu? Chạy đâu của tao đó. Giỏi lắm học trò của anh. Bước 1, xe bắt kem đá bào đã có rồi đó. Mình có xe rồi, kìa cái giả tao đi anh. Ok, nếu em đã có mắm tôm thì anh đây cũng có gỏi cốt. Đây chính là chiếc xe bán đá bào. Ở đây có kính chiếu hậu được chích từ siêu xe Lamborghini. À. Cái thùng này đựng cái gì ạ? Thùng này thùng gì? Thùng nước đá. Biết đựng gì chưa? Đựng nước đá. À. Cái thùng nước đá các bạn ơi. Tiếp theo, đây là cái máy. Gạch đá. Máy xay đá. Quang. Ủa? Múc nước đá đổ vô đây anh xay cho các bạn coi. Ủa? Ê, nước đá xay ra những nhừ luôn nè các bạn ơi. Không những nhừ sao bán. Ra đây. Đặc biệt là khu vực này chuyên dùng để bán kem cây. Tuy nhiên thì team mình chỉ thử sức bán kem đá bào thôi, cho nên chỗ này là không sử dụng tới. Còn đây là cái gõ đựng tiền nè các bạn. Chỗ này mày đựng tiền cho ăn chạm chạy ngán lấy hay vậy? Thì mình kiếm cái nắp đậy lại anh. Đi ra ngoài đi, đứng đèn nó cậu đau thư khơi không mà. Tiếp theo là bộ phận ly để mà bán. Và đặc biệt bán kem đá bào thì không thể thiếu Sigo xanh. Ủa tao kêu mày đi ra ngoài mà sao mày đứng ở đây nữa. Đi ra ngoài đây. Ở đây Sigo xanh, Sigo cam, Sigo dâu và ba loại tết biên đặc biệt. Anh Vinh ơi, mình review xe xong rồi. Bây giờ anh hướng dẫn tụi em cách đi làm ra một ly đá bào bán cho khách đi. Ok, nhìn đây anh chỉ hướng dẫn một lần thôi nha mấy em. À. Đầu tiên xúc nước đá bỏ đầy cái ly này cho anh. Đây nè. À, nhớ cái gì? Khán giả người ta rất là quan trọng cái quá trình an toàn vệ sinh thực phẩm. Cho nên mấy em phải kỹ một chút xíu đúng không? Tiếp theo là lấy cái chai Sigo này xịt lên, đưa chai màu cam cho anh. Em màu vàng nè anh. Màu cam. Cam chế vô đây. Màu xanh đâu? Đưa đây. Đây màu xanh nè anh. Ừ. Mày đưa vô lỗ mũi tao luôn đi. Đó. Xong phim. Rồi hỏi cái khán giả quên khách hàng á, người ta muốn ăn cái loại tấp pin nào thì em để tấp pin nó nhiều nhiều chút xíu cho người ta, còn bán 10.000 play. Ủa sao vậy anh? Có phải thắc mắc. Mày nói gì tao cắt cổ gì đó. Bán người ta bán 7.000 ly đúng không? Dạ. Mình phải bán 10.000. Tại sao? Người ta chạy xe người ta bán nè. Mình á phải đem theo cái lo karaoke, mình vừa hát mình vừa mời người ta mua, cho nên 3.000 còn lại đó là giọng hát. Ơi cái này đã vậy. Tối ngày hôm nay mấy đứa em ai hát? Em anh, em đang học bài lá xa lê canh. Mày hát xong tao lìa đời đó. Không sao, em còn một cái bài bên trên tầng lầu.
Mày hát xong tao nhảy lầu đó. Thôi đi ra đi đi. Dạ, dạ, đi ra đi. Ok. Quang Mập, à, Á Tiên, Tiểu Dương. Em nữa. Ok, ai nào? Biết, biết. Các này chưa được thôi. Đi đi em. Đi đi anh ơi. Nha. Rồi, mình đã tới chỗ bán rồi nha các bạn. Giờ phân chia công việc rồi bắt đầu hát. Nhiệm vụ của mình là bào đá. Còn mình nút đá để vô ly nha. Còn mình là thu tiền rồi thối tiền. Còn mình là chết Sigo với bỏ tấp bên. Anh Vinh có kêu mình với cô Tí lên hỗ trợ tụi nhỏ nữa. Rồi bắt đầu hát đi mấy đứa ơi. Lời nói đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị đã có mặt tại buổi tối ngày hôm nay. Chúc các anh chị một buổi tối thật là vui vẻ. Hôm nay nhóm chúng em lên tới đây để hát tặng anh chị một bài hát. Nếu thấy hay thì lại chỗ em để mua đá bào nha. Bây giờ em xin gửi tặng anh chị một bài hát đó là Hành Lang Cũ. Rồi lên nhạc anh ơi. Hay quá ông ơi. Rồi vô nè bạn. Giờ thôi vì buồn nắng lên qua ô cờ trời mưa. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe em hát cả. Nghéo ơi. Rồi. Các bạn ơi, ở trỏng xe cộ đông đúc, với lại mấy chiếc xe bự như vậy nè, không có cho vô công viên. Cho nên tụi mình mới đẩy xe ra ngoài này làm đá bào rồi cho mấy đứa xách vô trỏng bán. Cuối cùng nhanh quán. Đủ 6 ly rồi nha các bạn. Lần này Tiên sẽ là người hát, mình với ông Phương đi bán dạo. Tiếng Anh gọi là thấp away đó. Đây nè. Trong lúc anh Tiên hát thì tụi mình sẽ tranh thủ làm thêm vậy nữa để bán nhạc bạn. Bên nhau đã bao lâu rồi từng ba càng thêm thích tha mong lòng. Có anh có em chung lòng cùng xây đắp hạnh phúc ngày mai chuyên đường dài. Nếu thương thật lòng thì đâu ai chi xứ xa em từ mẹ cha. Theo anh về cho mình được đến riêng thành rồi. Rồi thôi tiền đi Phương. Hai ly luôn. Ôi. Em quán. Rồi. Nghe em. À, 10.000 một ly. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Em cưới miền Tây nơi thành đô theo anh về đây. Rồi. Dạ đúng. Dạ này. Cảm ơn. Nè Phương giữ Phương. Cưới anh nơi ngày ngày mà bụng rộn ràng mừng cô cháu mới. Dạ 10.000. Giá 5.000 được không? Vậy yeah. Là bán hết rồi đó. Bán hết hả? Giờ về nhà ngủ hay sao? Dạ, mới bán hết trong cái khuôn nè. 5 minutes later. Tiếp theo là tối mình hát nha các bạn. Dạ, sau đây em xin trình bày ca khúc Big City Boy. Dạ, 6 ly. Wow. Đi đây anh ơi. Dữ vậy. Để đi. Xếp ra, xếp ra. Hey, hai anh nè. Đây, em gửi. Còn hai ly này chị ơi. Thả tim đi cho riêng em. Nhắn tin để trong đi em. Có phiền thì cho riêng em. Đến 10 giờ đi em. Vì anh thích coi chi game. Mua hai ly liền rồi. Em cảm ơn. Uống họ tụi em chơi. Đi. Dạ, còn hai ly. Để có hả? Mua gì thì em đi. Còn hai ly. À, đi còn hai ly. Say đất, với em không thể say luôn. Vì anh lúc nào cũng phép, mất cả em hết say luôn. Big City, Big City Boy, Big City, Big City Boy. Lấy 15.000 rồi, ly này ít quá. 15.000 ly này ít hả? Dạ. Bàn đá không? Mày lỗ không? Dạ không, không có. Không, con hết tiền bình thường. Ba mẹ mày nhờ đi bé. Dạ, em cảm ơn ạ. À. Đi. Em hết rồi. Ôi anh dạ, tối nè. Đừng có chạy. Hồi nãy em với Quang ra tiền hát xong là bán được 12 ly. Đó rồi. Em hết cho anh rồi. Là ai? 140.000 nè. Ủa. Ban đầu anh nói 10.000 một ly thôi, mày bán
12 ly mà 140. Mắc gì vậy? Hồi nãy có chị kia dễ thương lắm, bo cho 20 ngàn luôn. Ngon. 1, 2, 3, 4, 10 mấy ly. Có bộ chắc phải qua địa điểm tiếp theo bán rồi đó. Ở đâu đó? Công viên Thiếu Nhi. Nếu như mấy anh chị thích á thì có thể mua những ly đá bào này để ủng hộ cho tụi em. Thì bây giờ em xin hát cái khúc Dừng Thương. Rồi, anh kia có gì kìa? Lại mà anh coi. Ngồi lại đi. Anh ơi, mua đá bào nè anh ơi. Rồi. Anh ơi, mua giùm em ly đá bào đi anh. Mua đi anh. Ly vậy? Dạ 10 ngàn. Vậy một ly nha anh. Rồi, làm lẻ thôi. Làm lẻ thôi. Ừ. Rồi, sổ là nữa kìa. Lẻ đi mấy đứa rồi. Vậy nó không nhiều nữa. Rồi, rồi. Chưa nha anh ơi. Lẻ chảnh kìa. Rồi, đây 10 ngàn anh ơi. Dạ, cảm ơn. Rồi, đẩy xe tiếp nè. Rồi, đi tiếp. Rồi, đi tiếp. Từ từ thôi. Nhớ bên này nè. Gom tiền lại. Ôi kỳ nay bán được nhiêu? Em 50 nè. Hồi nãy thấy bán đắt ó 50 rồi nè. 100 rồi nè, 120, 140. 50 nữa. Sao có 190 vậy? Làm thì nhiều, bán thì ít. Với lại ly nước đá này tan ra là coi như bỏ luôn rồi. Anh không thấy mấy ghế, người tụi em ăn luôn rồi hả? Ủa, bây giờ dư một đống ly đá bào để trong đây. Bây giờ mình tính sao anh? Không sao đâu. Từ đây tới sáng chắc anh ăn cũng hết đống đá bào này đó. Chết rồi. Kiểu này sao đủ trả tiền thuê xe đây? Rồi sao anh thuê nhiều? Có 50 mà. 500 ngàn một đêm. Mày có khiếu kinh doanh đó. Được rồi, ngày mai mình sẽ bù tiền vô trả. Ngày hôm nay coi như đi bán đá bạo gì cũng có thêm trải nghiệm mới rồi ha. Dạ. Vẫn là thao tác cổ. Vậy giờ đăng ký, like, vô để ủng hộ mình. Rồi, hẹn gặp các bạn clip tiếp theo. Dạ. Về ngủ đi. Quánh em ơi. Hóa ra là hai vợ chồng mày đang tắm xong. Được rồi, tắm xong lên mất trứng nha con. The next day. Chắc có nhiều bạn nghĩ là mình đây thèm trứng ngỗng lắm hả? Sai! Mục đích của mình kiếm trứng ngỗng là cái này nè. Đồ vậy là xong. Tiếp theo mình sẽ sử dụng màu để mà vẽ lên trên cái vỏ trứng cho nó thêm sinh động. Còn riêng về cái trứng ngỗng này hả? Ăn. À.